Xin chào bà con đang xem video. Hôm nay mình đem đến cho bà con là một cái ổ cắm thông minh Apollo điện quang SPS 1.1 nha. Tại sao mà mình không phát hiện nó ra sớm, mình tiếc ghê luôn á. Nếu bà con đã từng xem cái kênh của mình á thì bà con thấy mình đã từng làm về ổ cắm QCT nè, rồi Turbo B100 của TP-Link nè, rồi một cái của hãng MBE nữa. Những cái sản phẩm đó đều mang lại cho mình một cái nhược điểm, nhưng mà anh này là giải quyết hết toàn bộ nhược điểm của ban vừa rồi luôn. Mình sẽ để lên video ba cái ổ cắm thông minh vừa rồi ở trên. Bà con nào cần tham khảo thêm thông tin thì xem video ở trên nha. Tại sao mình nói là giải quyết được cả ba nhược điểm luôn, bà con có thể thấy rõ ràng đúng không? Hỗ trợ hai cổng USB nè, 5 ổ cắm 3 chân, vỏ nhựa ABS chịu nhiệt và có thể chịu va đập được, có một cái công tắc reset để bảo vệ khi quá tải nữa nè, hỗ trợ với Google Assistant nè, Amazon Alexa nè, rồi FPT Box, hỗ trợ cả trên Android và iOS luôn. Ừ, tuyệt vời vô cùng luôn á. Kênh mình thì bà con thấy nè, ông MBE thì ổng lại là cái chân cắm dẹp, không hỗ trợ chân cắm tròn, không làm gì được hết, chỉ ngoài trừ những cái cục adapter có hỗ trợ chân dẹp thôi, vô cùng mất tiền. Còn ông Turbo á, hỗ trợ chân tròn, không hỗ trợ chân dẹp cắm không được, mà lại làm thục bên trong nữa, những cái cục adapter là cứ như khỏi xài. Chỉ được mỗi một cái ông là QCT á thì lại nằm rời ở trên, tròn dẹp cắm cũng được. Nói chung là ông đó là đỡ nhất trong hai ông kia. Riêng anh điện quang này xuất hiện giải quyết tất cả vấn đề luôn. Bà con coi cái video trước của mình đã từng làm á, thì mình xài cái MBE rồi mình phải cấp cái MBE quá cho một cái ổ cắm thường thành nguyên cái ổ cụm ổ cắm đó thành ổ cắm thông minh, là mình mất khoảng gần 100 ngàn nữa để cho đầu tư cho cái ổ cắm đó để làm cái video test camera cho bà con xem đó. Thì ngày hôm nay anh này ra xuất hiện giải quyết hết, tuyệt vời vô cùng luôn. Dù sao sản phẩm của điện quang cũng là một sản phẩm có tên tuổi trên thị trường cũng khá là lâu rồi đúng không bà con. Trong hộp sản phẩm chúng ta sẽ có một cái ổ cắm thông minh nè, cái này có thể xoay qua xoay lại nha bà con, cả hai đâu, tuyệt vời chưa. Sẽ không có bị cái chuyện mà cắm mà bị đụng cục nhau á, nếu mà đụng chúng ta chỉ xoay nó ra, anh cắm bên đây tôi cắm bên đây đâu có ai liên quan tới ai đâu, không có bị đụng vào, và chỉ đây chỉ làm cái chu cái cắm vào thôi. Ai cái này có nhấn họ có chỉ cái nút fret nè, ấn là cái này nó sẽ rớt rời ra. Ồ, cái này hỗ trợ cho ba chân hay như thế nào vậy ta. Trong hộp sản phẩm chúng ta sẽ có một cái tờ giấy giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm luôn, nhỏ bằng tiếng Việt. Rồi những cái này mình đã thông báo qua cho bà con biết rồi. Công suất của cái cục này được 2000W nha bà con. Làm camera thì làm gì tới 2000W được. Cái này là vô cùng tuyệt vời luôn á. Rồi, nó đang sắp xong rồi. Bà con lưu ý nha, chúng ta chỉ có hai ổ cắm điện và hai cái cổng USB á, là thông minh thôi nha. Còn bên đây là ba ổ cắm thường, là bên đây sẽ có điện trực tiếp hoài luôn. Còn bên đây thì mới là điều khiển thông minh nha. Thì dù sao vẫn hơn những cái thiết bị kia rất là nhiều, vì nó hỗ trợ được hai cổng này, hai cái dây hai cộng USB nữa là mình có thể giải quyết được bốn con camera trên đây rồi, cho tiện hơn. Bà con chúng ta lưu ý nha, hiện tại đây cái đèn màu đỏ nó là tín hiệu là có điện màu đỏ ở chỗ này, và cái nút này không phải là cái nút ấn. Đầu tiên mình không biết, mình tưởng là ấn, nhưng mà thực sự nó là nút cảm ứng, chúng ta chỉ cần vuốt nó thôi. Đấy, bà con thấy không, vuốt thì nó sẽ lên thì báo bên đây là tín hiệu wifi, còn vuốt cái nó thì nó sẽ tắt. Đấy, cảm ứng này nó không có mượt lắm nha bà con. Đấy, thì bằng cái này là đang có điện, cấp điện qua, còn cái này là không có điện. Đấy, chỉ vậy thôi. Và để mà cài trước khi cài đặt các bà con nhớ nha, sau khi vuốt cho đèn đỏ nó lên như thế này, rồi sau đó bà con sẽ ịnh tay lên, không có nhấn gì hết đó, giữ cho nó khoảng 10 giây, sau đó nó nhấp nháy là chúng ta mới bắt đầu tiến hành cài đặt nha. Rồi, cái này là những cái lưu ý trước khi cài đặt. Đầu tiên mình không biết, mình cứ tưởng là nút ấn, mình ấn rồi mở tới mở lui không được, rất là khó khăn. Rồi sau khi chúng ta nhấn giữ để cho nó nhấp nháy thì chúng ta sẽ cài đặt. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt nha. Rồi, đầu tiên mà để chúng ta có thể mà cài đặt được nó thì chúng ta sẽ vào CH Lite, tìm tới cái ứng dụng tên là Smart Lite, cuộc sống thông minh nha bà con. Đây, cái hình ngôi nhà màu xanh xanh này có cái biểu tượng wifi lên, rồi cài đặt về. Dòng sản phẩm này cũng chỉ hỗ trợ cho wifi 2.4G thôi nha, bà con lưu ý mấy cái này. Rồi, sau khi tải xong về thì mình mở lên, nó hỏi mình đồng ý với cái quyền chính sách hay không. Ok, bấm đăng ký chọn Việt Nam. À, cái này nó đề nghị là đăng ký bằng email. Rồi mình nhập email vào và lấy mã xác minh thôi. Đây, nó đã gửi em 663794 663794. Rồi đặt mật khẩu. Rồi sau khi đặt mật khẩu xong thì chúng ta hoàn tất go to app, cũng khá là nhanh nha. Tôi đã hiểu. Rất là nhanh nha bà con. À, nhập email vào tích tắc, trong vòng mười mấy giây là có thể làm xong hết cái thao tác luôn đó. Rồi, mình sẽ thêm nó vào, bấm dấu cộng trên phải màn hình nè. Add device. Ở dưới đây thì nó lại là nhà tiếng Việt, nhà thông minh, tôi thêm thiết bị, không thiết bị, vui lòng thêm này nọ. Ở trên đây thì nó là tiếng Anh, rất là độc.
Rồi mình cấp quyền cho nó sử dụng vị trí rồi. Bây giờ mình quay trở lại. Rồi mình sẽ chọn vào cái ổ cắm điện đa năng wifi nha bà con. Rồi bấm vào cấu hình, nhập mật khẩu wifi vào. Rồi kiểm tra mật khẩu wifi đúng thì chúng ta bấm tiếp theo. Rồi nó hỏi là bật nguồn tiết điện cắm sau 10 giây, bấm tiếp theo. Chúng ta sẽ nhấn vào giữ cho nó nhấp nháy vậy nè. Bà con thấy nó đang nhấp nháy rất là nhanh đúng không? Đấy, cái màu đỏ nó đang nhấp nháy rất là liên tục nè. Thì chúng ta sẽ bấm play quickly. Nó sẽ tự động thêm thiết bị. Rồi sau khi mà nó đã chạy xong thì chúng ta sẽ vào đây để điều khiển nó. Những cái điều khiển này khá là đơn giản. Bà con lưu ý nha. Bên đây á, là điện trực tiếp, ba ổ này là ổ điện thông thường. Còn bên bên trái á, sẽ là hai ổ cắm thông minh và hai cái cổng USB sẽ điều khiển bằng cái điện thoại. Đấy thì có nghĩa là nguyên nhà bị tắt thì bên này sẽ không có điện. Nhưng bên đây vẫn có điện nha bà con. Chứ nó không phải là thông minh toàn bộ 5 cái. Nói chung là với giá khoảng hơn 300 ngàn này thì mình thấy nó giải quyết rất là hay. Có thể giải quyết được tăng hai cái ổ cắm nè, ba chấu nè và thêm hai cổng USB nữa, rất là tuyệt vời. Và nếu mà chúng ta có ổ điện sẵn á, chúng ta bà con chúng ta chỉ việc cắm cái chân sau lưng này nó đi lên thôi là xong. Sẽ nối tiếp ra được cắm trực tiếp vào, bà con khỏi cần cài app á, thì thêm được cắm cái ổ điện và hai cổng USB rất là hay. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt nó vào trong cái Google Home nha. Rồi chúng ta sẽ bấm vào trợ lý Google nha bà con. Chúng ta mở app lên, bấm vào trợ lý Google. Đấy, nó hỏi cầu và chúng ta sẽ bấm vào link with Google Assistant. Rồi, xác nhận liên kết. Rồi, nó đã hiểu đây là ổ cắm xoay DW Apollo. Chọn nó, bấm thêm vào phòng. Mình chọn vào sân trước và bấm tiếp theo luôn. Chút xíu nữa mình sẽ đổi tên nó lại, tại vì gọi cái tên nó như thế là rất là dài. Rồi, như vậy là xong rồi đấy. Nó đã vào đây, ổ cắm xoay điện quang Apollo ha. Bây giờ mình sẽ quay trở lại cái app Smart Link để mình đổi tên cho nó. Mình sẽ sửa tên nó lại, tại nó dài quá. Đây, mình sẽ đổi nó tên thành điện quang thôi. Tại vì đây là một sản phẩm của điện quang. Đấy, mình cần cái gì thì mình chỉ nó mở điện quang, tắt điện quang cho nó nhanh. Rồi lưu lại. Rồi mình quay lại cái Google Home để kiểm tra. Đấy, bây giờ nó đã hiểu thành một cái ổ cắm cái chữ điện quang thôi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ thử. Bà con chúng ta có thể thấy cái này là bên phải là sẽ là ổ điện trực tiếp đúng không? Mình chỉ có mở lên thì bóng đèn sẽ cháy. Đấy. Thì lúc nào nó cũng có điện sẵn hết nha. Nó không phải là ổ cắm thông minh, ổ cắm thông minh nó chỉ điều khiển ở bên đây thôi. Bây giờ mình sẽ cắm nó qua bên đây và điều khiển bằng cái điện thoại cho bà con cùng xem. Bà con chúng ta chú ý nha, tại nó hơi sáng á. Cái màu đỏ đây, cái là đèn đỏ, nó bên đây là có điện trực tiếp nè. Bên đây là không có nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái điện thoại ở đây, mình sẽ điều khiển, đang off. Mình sẽ bật on lên. Đấy. Thì ở đây là nó sẽ báo có điện qua nè. Cái này wifi có này ha. Sẽ đỏ đây. Và tắt. Đấy. Chúng ta sẽ điều khiển ở bên trái bằng điện thoại, còn ở bên phải thì sẽ là nguồn điện trực tiếp lúc nào cũng có. Mở điện quang. Đấy. Bà con có thể thấy mình đang điều khiển qua giọng nói đúng không? Bây giờ mình sẽ tắt điện quang. Đấy. Rồi sau này mình sau đó mình sẽ ráp nó lên trên thôi.